Chào mọi người ha. Thì hôm nay đã cái máy 4 phách lớn chạy 4 phách lớn bộ binh ha. Ý 4 phách nhỏ, em nhầm ha, 4 phách nhỏ mà chạy với máy này làm cái công suất của bằng máy 6 phách E42 ha. Thì máy này cũng chạy là 4 phách nhỏ. Đó, 4 phách E42 ha. Đó. Thì cái này anh em thì thấy đã biết rồi, tại vì có thương lượng với anh là đợt này cái mẫu vo 6 phách nó hết rồi ha anh em. Đó, hôm đó anh em đặt nhiều quá, giờ này với em bo ngay chỗ em lấy nó cũng hết rồi. Nói chung là đồ giờ nó cháy hàng ha. Thì cái mẫu 4 phách này em sử dụng 4 phách nhỏ. Đó, nhưng điều phách công suất cao nha, công suất bằng 4 phách lớn nha anh em. Đó, tương đương với 4 phách lớn. Thì máy này nó không có khác, nó cũng không có khác gì mà với mẫu máy 6 phách nhỏ bộ binh ha. Mẫu này đánh cũng như nhau thôi. Giờ bên em là chỉ còn mẫu 4 phách nhỏ, 4 phách E28 và 4 phách E42 ha. Đó. Thì mẫu này em làm rất là lâu rồi, thì anh em lục lại mấy cái clip thì có ha. Đó. Rồi giờ máy này là máy của anh Hiếu Một Quá Long An ha. Rồi. Đó. Giờ cái núm chỉnh tần số đang lấy về cũng hết nè anh em. Rồi. Cái nút giữa này là chỉnh ru ti nè, còn nút này là chỉnh tần số nữa ha. Rồi giờ hết nè, hết hai nút khác màu, còn này là ra trẻ, này là vật. Rồi cái màu đỏ là vật, cái đen là ra trẻ. Em nhầm ha, thức đêm quá giờ riết ngáo luôn anh em. Rồi giờ em test ha, có một tay quay cũng lẹ nè, còn mấy đơn máy 8 phép rồi ráp cho anh em. Nói chung giờ đơn hàng nhiều lắm rồi, còn máy anh em gửi sửa chữa nâng cấp rồi còn có nữa ha, chưa ấy ha. Rồi giờ mức thấp nhất nè, rồi tăng tần số lên nè, rồi bật lên cộng xung nè. Rồi thì hổm em nói anh là cái hộp cơm mà anh hay lục lại, còn cái hộp em đó thì khoan nó hơi xấu thôi đó. Nói chung là có hộp này là quá quý rồi, chứ hộp giờ cháy hàng ha. Đó, giờ đang nhập về mà khoảng một tháng nữa nó mới có đó anh em. Thì giờ anh em xài đỡ cái hộp cơm ha, cái mẫu hộp cơm như thế này. Rồi máy của anh đã thử xong ha, giờ nói chung test vậy thôi chứ không cần ấy gì đâu. Đây thì cái mẫu máy của anh là y chang như mẫu này đây. Đó, quay sơ lược cho anh em xem ha. Rồi con tay nó rớt, con rớt xuống rồi. Đây thì mẫu máy của anh thì cũng y chang như máy này đó, 4 phép ha. Đó, 4 phép nhỏ nha, mà phép này là phép công suất bằng phép lớn nha anh em. Đó, 4 phép thì chạy với cái biến áp là E42 này, biến áp to đùng luôn á. Đó, y chang như cái máy này, cái máy kia làm sao, cái cây này, cây của anh Hiếu làm sao là y chang vậy ha. Đó. Đó sao anh em mà đựng vào cái hộp này xài đỡ nha anh em. Cái hộp này còn mũ cũng rất là dẻo nha. Đó. Nha. Đây. Máy này thì của ông anh chỉ cần đánh lốc trê thôi. Đó. Ông xuống dưới đặt ha. Lốc trê nè. Bây giờ ai đặt trước rồi em làm trước, không biết gần sớm hay xa sớm gì cũng vậy. Rồi vậy thôi, rồi em tạm dừng ha.